Bài test thể lực bắt đầu 3, 2, 1, bắt đầu. Bấm. Được bao nhiêu giây? 19 giây. Rồi tiếp, trọng vô. Vô con. Anh Cường là đang phun dép. Thiếu cái đâu nữa. Rồi đứng đây mất đây. Không con. Lượt 2 chuẩn bị. 3 2 1 bắt đầu. Nhanh nữa. Chạy lại kia, bấm. 2-3 giây chậm quá. Chậm quá, với lại cái này chui để đụng, chui là chui luôn. Cái này là cọc luôn lách là không có để đụng. Rồi, tiếp tục người thứ ba. Nhân. Nhân nha, tôi phải đi trước cái góc này vậy. Chuẩn bị. 3 2 1 bắt đầu. Nhanh nữa. Chạy về Vi, chạy về Vi. 24 giây. Chậm quá. Anh Nghiêng. Anh Cường tới lại. Lại. Cường lại nha. Khỏi bó tay. Ừ, khỏi bó tay. Vô bước ra nè, chạy hai vòng nhanh lên. Để quay về lại nhanh lên. Ừ, vô con vô đi. Con chạy vô trong. Hào ơi, con đi đâu vậy? Vô trong kia. Luôn là bước xéo sâu nha. Rồi chuẩn bị. 3 2 1 bắt đầu. Nhảy. Đúng rồi. Chạy. 20 giây. Rồi được rồi, chút nữa chúng ta sẽ tập trước để cho các em tập bài đó nha.